Apa! Tawinja. Nutaiwanka. Chlauta. Majish padi mama fwai. Duasa shwalim harsar kamas. Chitaugata. Duasa shwalim samharsi. Hars hafchu waidam, kwati salka daicham. Majish washta mama fadi. Ukwati salka daish. Aish hars waidata. Dushi guash. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình tên là Nghĩa. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay từ game Far Cry Primal. Và hiện tại cái nhiệm vụ của mình đang đi là đi tìm cái con gấu và nhiệm vụ của cái con nhỏ đó. Thì vấn đề là tại sao mình phải đi tìm cái vấn đề đi tìm con gấu này là vì cái nhiệm vụ của con nhỏ này khá là quan trọng, vì nó sau này nó chỉ cho mình một số kỹ năng về Hunter. Nó sẽ mở mình là cái nhiệm vụ phụ chính là Beastmaster Hunt. Thì nó sẽ cái nhiệm vụ đó sẽ cho phép mình đi bắt những cái con mà Beastmaster Hunt, ba con cuối cùng trong cái bảng Beast. Thì ba cái con đó có thể đó là cái ba cái con mạnh nhất mà theo mình thấy, nhưng mà mình phải đi tìm cái vụ này đó. Kì đây, gấu này đang rất là đói, nhưng mà hiện tại là mình cũng đang đi với một anh chàng cũng là gấu đây nè, rất khá là gấu, thì tức là mình đã có gấu rồi nha các bạn. Đây, đi chung với mình đây. Thì mình bắt được con này ngay gần cái bờ sông, cũng khá là dễ thương. Quanh đây có gì đây? Ờ, hai con sói. Nếu thường á thì là hai con sói nó không dám lại đây đâu, tại vì mình đi chung với một con gấu. Mình đi chỗ này không ta? Đi chung với gấu thì nó không dám lại gần, tại vì thường nó sẽ không tấn công những cái gì có lửa hoặc là cái con gì đó bự hơn nó đi theo mình. Thường thì mình có cả con đây, để mình cho bạn coi, mình có khá là nhiều con mình đã bắt rồi. Con này thì có lẽ mình chưa, con này cũng vậy. Nhưng mà hiện tại mình cũng có lấy một con sư tử, cũng hiếm luôn, thuộc loại hiếm, Rare Black Lion. Và con sư tử trắng đây. Để coi. Thì đây là những cái như hai con này thì mình chưa có. Mình đang cố gắng để đi tìm nó, nhưng mà mình mới tìm được một con Trigger này thôi. Coi là khá là khó. Và hiện tại là mình có thêm một con Robe nữa ngay đây. Và mình đang đi tìm một con Sabretooth. Ok. Thì như bạn đã nói rồi, hồi nãy á, là con sư tử này khá là mạnh. Nhưng mà vấn đề tại sao mình vẫn gọi con gấu, thì con gấu nó bự hơn nhiều. Nhưng mà đây hiện tại mình đã gọi cho bạn coi thử cái con sư tử đen của mình. Ê. Lâu cái con này á, khi con mình chưa xuất hiện, tụi này con chó sói nó vẫn tấn công mình đấy chứ. Tuy nhiên thì mấy con này là con sói trắng thôi, mình cũng không có tính phục làm cái gì. Tại thì thường á mình là thấy á, đâu để mình coi nó đi tới đây rồi, máu chạy tới đây rồi. Rồi, đây con sư tử mình đây, màu đen khá là cute chứ. Ngồi xuống. Mình đi coi đó. Lấy luôn. Thì lấy như này mặc dù là không cần thiết cho lắm, nhưng mà nó rất là cần để xây nhà đó các bạn nào coi kỹ. Và không chỉ đơn thuần là chỉ là để gắn làm cái cây cung, cho nên mình thấy cứ nhiều có lấy hết. Rồi lấy này luôn đi. Thấy cái lấy để sẵn luôn cho rồi, lỡ có cái gì cần rồi lấy ra xài. Cái cây nữa nè. Lấy luôn, lấy nốt. Con hổ này, sư tử này, con sư tử này đi thì cũng thoải mái chứ. Đánh khá là hay, nhưng mà được cái là nó có cả stealth nữa. Mình khá là thích con này. Và nó đen, nhìn nó rất là ngầu. Mình gấu đi tới đây luôn hả, ghê thật. Và có lẽ không đi hướng đó rồi nha. À, Reed, cái chỗ này, cái cây này rất là hiếm. Ngay chỗ mình gần, chỗ mình sợ thì nó lại không có chỗ này. Cái thể loại gì vậy trời.
cái đây là cái con gì á. Rồi để mình xem thử rồi. Ôi sao nó má hộ mình dữ quá. Chết hết rồi. Cái con này đặc biệt ta. Rare, hàng rare, đi hôn. Đi hôn là hai cái con đầu tiên trong cái bảng kia. Nhưng mà con hổ mình sư tử mình lỡ giết rồi. Cứ lấy thịt để sẵn gì. Vô tình là mình để nó giết luôn con kia rồi. Đâu rồi? Gì đây? À, nhưng mà nhắm mắt mình cũng mới nhớ là những cái con nào mà thuộc loại rare á, thường là lúc mà đi nó sẽ có cái mùi hương như thế này. Đây như các bạn thấy đây, đúng là dừng ngay chỗ con màu đen. Không phải con này mà là hình như bên đây á. Là mỗi lần con nào thuộc loại rare, các bạn hãy dùng Hunter Vision để phát hiện ra nó bằng cách là nhìn vô mùi hương của nó. Mùi hương của nó kéo dài luôn á. Giống như cái con sư tử mà mình đang nuôi nè. Cái con mà đang đi theo mình á, lúc mà mình gặp nó cũng khá là khó để đánh. Nhưng mà để các bạn muốn tiếp cận được nó, các bạn buộc phải nhẹ nhàng và có nhiều meat, nhiều thịt để dụ nó. Thì con này không phải là dễ để thu phục được. Còn phải khó đó. Ồ, máu rồi sang nữa, qua tới bên đây luôn. Châu này có vẻ châu bò ấy. Ê, con gấu này có vẻ châu bò. Phải, ồ, cái gì. À, hòn đá. Hòn đá mà mình nhìn cứ tưởng như là gấu vậy á, nhìn từ xa nó vậy á. Lấy luôn. Những cái này khó là khó tìm lắm, nhưng mà vô này nó có nhiều thì cứ lấy hết luôn rồi. Blue leaf thì mình cũng chưa rõ là để làm cái gì. Investigate. Đâu rồi, để xem có chỗ nào không ta. Nó nằm ở đâu ta? Sói, toàn sói không à. Bết máu nằm lan ra tới đây luôn chứ. Chắc nó bị tụi kia tấn công dữ dằn lắm. Đâu rồi ta? Toàn con gì đó không vậy? Chỗ này chỉ có nai với cừu dê cái kiểu không vậy? Track the bear. Ê, con gấu. Gấu kìa. Mà con này có phát ra mùi hương. Ủa, tẩm luôn rồi. Mà không biết có phải là gấu xịn không nữa. Để mình thuần phục nó thôi ơi. Tại nó thấy nó phát ra mùi hương. Như theo mình biết á, là gấu những con nào mà phát ra mùi hương á, là nó là gấu xịn. Nó chạy mất mẹ rồi. Đâu, để đó. Trời cái đã. Ê, nó ăn rồi. Thuần phục cái nhẹ. Gấu ơi là gấu, dễ thương nào. Chuẩn luôn. Nhìn mặt nó kìa, cute vãi. Cute nhờ. Ơi nó kêu. Nãy nó kêu mình kill the bear nhưng mà lỡ mình bắt nó rồi. Nhưng mà không sao, nó kêu giờ mình chuyển sang kêu đi tìm the hunters. Hunter đâu ta? Đâu rồi? Đâu có tiêu rồi. Find the hunters. Ủa mới thấy đây mà ta. Phải bên đây, mình nghĩ nó dắt bên đây nè. Ok. Và mình cái gì đây? Achievement unlock Grey Hunters. Vậy là một con Chayma nó đã về với đội của mình. Quá chuẩn luôn. Để coi. Nãy mình bắt được con Roe Bear. Ok, một con Roe Bear. Badger. Con này mình chưa có unlock được. Sabretooth mình cũng chưa bắt được luôn. Để xem còn con gì mà bắt được không ta. Ok, để mình chạy đi về nhà cái đã. Và để coi mình coi skill đây. Xem có gì đặc sắc không. Hunter Vision. Death from a bow. Shot takedown, heavy takedown.
Baker mình cũng không rõ là mình nên nâng cấp cái gì, nhưng hiện tại là mình có một cái skill boy. Và ngay đây thì mình cứu thằng này rồi. Và nó hiện bản skill rất là đầy đủ khi mà bạn nâng cấp cái chỗ ở của nó, cái chòi của nó. Và hiện tại mình làm rất là nhiều phụ để có thể unlock được nhiều con hơn, và mình đang cố gắng đi tìm thêm vài con nữa. Và có lẽ thì mình sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp. Hiện tại là mình đang đi vòng vòng cái khu này, nhưng mà mình nhớ là lần trước mình đi ngay khu này mình bắt được một con Sabretooth. Nhưng mà hiện tại là mình đành để sổng nó đi, tại vì nó chạy mất tiêu và bị con gấu mình ăn thịt luôn. Nhưng mà hên là lần này mình lại thấy thêm một con ngay đây nữa, nhưng mình sẽ cố gắng để mình thu phục nó thử xem sao. Đây là cũng thử cái vận may, tại cái con Sabretooth này nó không dễ bắt như bây giờ. Nhẹ nhàng easy easy man. Whoa. Ôi, mình cũng không ngờ là mình bắt dễ đến như vậy, nhưng lúc mà theo mình nhớ là ngay cái ven sông ngay chỗ này á là nó sẽ xuất hiện cái con Sabretooth. Nhưng mà lần trước thì nãy như mình cũng đã nói á, là mình để sổng nó đi, nhưng mà cuối cùng á thì nó lại bị con gấu mình ăn thịt luôn. Con này khá là mạnh theo mình biết là vậy, và so với con như nãy là con sư tử đen á thì con này mạnh hơn nhiều. Cái strength với cái tốc độ nó sức mạnh với tốc độ nó khá là châu bò mình có thể nói. Và hiện tại là mình cũng đang đi tìm thêm một vài con nữa, thường là con báo và mấy con gì đây. Ê, con báo rồi phải không? Ê, mình thu phục nó luôn rồi, tại cái con này mình hiện tại là mình chưa có thu phục được. Và hình như các bạn đã thích cái món mồi của mình đó. Đó, để coi nhẹ nhàng. Jagger thì nó mình theo mình biết là như cũng là một thể loại không rõ nữa, Leopard mới là báo, nhưng mà cái con này là con thường thôi, nhưng mà có vẻ cũng được rồi. Mình đang cố gắng để làm đầy đủ bộ sưu tập của mình, và để coi mình còn thiếu con Red Wolf. Con này thì mình cũng đã từng một lần mình gặp nó rồi, nhưng mà theo tình thì cái con của mình đi theo mình nó cũng ăn thịt luôn cái con này. Đã thấy, tại vì mỗi lần các bạn thấy nó mùi hương của nó tỏa ra này các bạn dễ nhận biết lắm. Nhưng mà nó đi bầy đàn, thường là nó đi theo bầy đàn hai ba đứa, rồi có mình nó là đi ở giữa, cái lông nó màu trắng có sọc 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 sọc. Còn mấy con này thì các bạn phải làm Beastmaster Hunt. Để mình coi bản đồ đây, để coi làm nhiệm vụ tới đâu ta. Đây 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 rồi, để mình coi làm nhiệm vụ kìa. Skill hiện tại là mình đang có một cái điểm skill point. Mình đã coi up cái gì nên nhất cho. Tạm thời là mình đang để dành để up cái khác. Tại hiện tại là mình vẫn chưa upgrade được cái gì đó, cái skill cuối cùng của thuần hóa mấy con thú, là tức là thuần hóa mấy con gấu trong hang động với thuần hóa mấy con phải nói sao ta, con chồn hay gì đó. Là nó nhỏ xíu à, thì mình chưa có làm được đó, nhưng mà cái đó yêu cầu còn tới 3 skill point lận cho sói chạy bầy đàn, nhưng mà mấy con này còn thường thôi. Cũng như mình bây giờ được cái vui là cái mình có cả Sabretooth nữa, cũng khá là hay. Con này thì phải nói là rất là trâu bò rồi, hay mình cảm thấy là vậy, tại lần trước mình đánh nó rất là trâu và khó chết. Và nếu bạn nào muốn đánh được cái con Sabretooth này mà muốn nhanh á, thay vì giết nó thì các bạn phải đem theo cái cây giáo. Nếu các bạn có thì các bạn chỉ cần đâm chừng hai phát ngay đầu là chết liền luôn, không cần phải làm gì nhiều, khá là dễ nếu như các bạn có đồ nghề. Còn nó sẽ rất khó khi nào các bạn dùng cung thì, tại cái con này rất là trâu bò. Nhưng mà sao trên đây không có gì ta, nhưng không phải, mình phải đi tìm đường xuống dưới theo mình biết là vậy. Shelter of the Lost, Location discovered. Ok, xuống luôn. Có vẻ chúng ta đi đúng hướng rồi đó. Phải, ủa, cái gì đây? Phải có này không? Ủa, phải chỗ này thì đi ngược lại chứ. Đi hồi mình đi nhầm luôn chứ. Lấy luôn. Cái này khá là hiếm ngay chỗ của mình, cho nên mình lấy luôn cho rồi cho chắc ăn. À đây 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 đây. Ở nhà ăn Tết trốn kỹ thiệt. Trốn ngay trong hang động mà ngay chỗ này chứ. Lên chỗ nào ta? À đây 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 đây. Có đường lên rồi.
Trốn kỹ quá luôn. Chỗ này chắc nó lên đây. Sau một hồi mò mình cũng đã mò ra được đây cái chỗ này, mình nhảy qua cái chỗ này đó. Nãy mình được lượm được một cái grapple hút ngay cái thân của con báo và nó cho phép mình sử dụng cái này đây, và mình đi tìm nãy mình cứ nhìn xuống dưới hoài mình hoàn toàn không thấy gì hết, cho nên mình đi hoài mình vẫn không hiểu tại sao lại không thể nào không có đường ra như vậy. Cái gì ghê vậy? Ê mình vẫn còn đu dây mới tục chứ. Chắc bỏ ra đi. Ôi lên lại. Má đu qua đu lại. Tục phải. Rồi thanh niên đâu rồi? Phải lúc giáo rồi nói chuyện quá. Không gọi được luôn hả? Gì kỳ vậy? Má nãy. Nói mình hình như nó kẹt còn kẹt trên kia nó không xuống được. Sao con này ghê vậy? Ôi! Hụt! Đi lấy rồi cái đó. Ôi phải chạy vô. Ôi! Căng gì? Bình tĩnh nhân chơi. Ôi! Trời ơi! Cánh rắc... Má cắn rách quần luôn á. Ê! Lên chỗ này thử coi. Chắc tụi nó lên không được đâu. Lên được rồi. Ôi! Nó lên được luôn mới ghê chứ. Mình cứ tụi nó lên không được chứ. Lên chỗ này. Tụi bay lên được tụi con mày. Mấy đường nó giờ hò ở đâu có tiêu rồi. Con nó còn gì? Báo thì nó còn biết leo trèo thì mình bái lại luôn á. Để đứng trên này phóng xuống thôi. Còn hai con, hai thanh niên à. Ê, vậy mà hụt. Ê, vậy cũng hụt nữa sao? Gì khó vậy? Đấy, giờ phải chạy xuống lấy hai cây giáo lên. Phóng tiếp. Đây đứng thôi. Đủ hai cây giáo rồi. Ui, nó đổi hướng rồi. Sao tụi này nó lì ghê á. Không ngờ nó lên mà nó còn lôi mình xuống nữa chứ. Kinh thiệt. Đâu rồi. Hai thanh niên đâu? Đây. Cái này mà không headshot hả con mày? Còn thanh niên đâu? Ê kỳ vậy? Má chơi luôn cái cây này. Trời, không trúng luôn. Ê. Má bị cháy luôn mới tục chứ. Rồi. Xuống lấy cây giáo nữa. Tiết kiệm vẫn là trên hết.
giá nó không khó, nó dễ làm nhưng mà tốn nguyên liệu thôi. Ôi ôi, nữa lên cho tiếp lớn, nó cái nút này nhiều lúc nó không lên được nha. Lên bắn tiếp. Đâu rồi đâu, đây thanh niên đây, headshot. Ôi, thêm một thanh niên nữa hả? Ê, gì bọn chúng hả? Ê, bắn xuyên đầu luôn hả? Đấy, vãi thật, bắn gì bọn chúng? Ôi, sao nó tỉnh bơ vậy? Hết rồi, tôi chạy xuống mình lấy thử rồi, liều mạng cái nhẹ. Có vẻ nó không thích rồi, nó đi hướng khác rồi. Đây cái giáo rồi nè. Để mình tìm kiếm chỗ nào rồi. Đây, lên chỗ này thôi. Chơi một phen luôn. Chơi lớn. Rồi, mém nó dí kịp. Sao dài quá vậy? Ơi, rồi xong, má khỏe ghê. Má bắt được con này mệt thấy sợ luôn. Không sao, có skin là được rồi. Skin này cũng rất là quan trọng khi mà xây nhà kiểu cho nên cứ lấy hết cho rồi. Nhưng mà túi đồ mình nhiều đồ quá. Ôi, vãi thật. Escape the cave. Đây, hình như có đường lên ở đây không ta? Hồi nãy mình hình như mình đi xuống từ đây. Để coi. Ngay chỗ này thì lên ngay chỗ nãy thì ngay chỗ này thì nãy hình như mình xuống hay sao á. Hình như là vậy, đúng không ta? Đúng rồi, chắc vậy á, nó cao hơn, mình đi hướng này đi. Đúng rồi, hình như hướng đó, hướng nãy là hướng đó. Giờ mình lên hướng này. Escape the cave. Ok, lên. Chúng ta sắp thoát khỏi cái hang động quái quỷ này rồi. Mà trong khi chúng ta là quen cha với nhau mà tụi nó đối xử với mình vãi thật. Đẹp gái luôn. Chuẩn luôn, xong nhiệm vụ rồi nhá. Má hề tôi gặp thằng đó má. Không ngờ luôn á. Nó đái vô mặt mình mà còn nói mình này nọ nữa chứ. Má, đồng đội mà vậy luôn. Không ngờ một ngày chúng ta đồng môn mà chúng ta gặp nhau mà chúng ta đè lên mặt nhau rồi xong chúng ta còn chửi nữa. Chúng nó còn tụi mình u đam cái kiểu. Nói thật chứ mày mà không phải quen trai tôi giết mày nãy giờ rồi. Đâu rồi, đây, ông nội này vẫn còn ở đây. Vẫn còn nhiệm vụ luôn. Ok, đi hướng nào ta? Đây, chắc đi hướng này đi. Lấy giáo rồi cho nhanh. Đi gọi thú ra luôn cho chắc. Gọi Sabretooth đi. Là em. Cái gì nghe tiếng gì hổ, gì sư tử bên đây vậy? Rồi, có vẻ một thanh niên không được ổn. Có vẻ không qua khỏi đêm nay rồi. Rồi, chỗ cũ đây. Tình cũ không hẹn cũng tới nè. Lên luôn. Ok, lần này mà đạp nữa đi á. Hasar Urusis Balwinja
ta chỉ là đại sư, mà Hasarorosis mi bị chào đã. Shashwaidam, una tarai, uvin chaha guayfa. Budaf, my gan. Sashwalso daishan Hasarorosis sancha. Hai mi. Ok, và để coi Sabretooth Tiger Bloodfang 3 con này thì chưa nói rồi. Chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Ôi ôi cái quái gì, ôi ôi. Ôi má con Sabretooth của mình. Má mà đã xong vô mình cứ tưởng cái con quái nào chạy vô chứ. Gặp thì trường hợp đó chắc mình cũng đái ra quần luôn chứ. Đánh làm sao mà đánh kịp được, mình vừa mới làm xong giờ hết đồ vũ khí kiểu mà đã xong vô vậy. Khó đánh lại tại vì mình có hai cái giáo à. Cái gì? Ôi chú quái vậy? Cái gì? Cá hả? Đây lặn thử coi. Ôi cá kìa, cá kìa. Piranha. Ôi, ôi nhìn con cá kìa. Răng nanh nhìn tởm vãi. Ôi ôi. Con gì? Ê, con rít nè, để lấy cá nhẹ coi. Ok, có mình nên nghĩ là mình nên tập trung vào nhiệm vụ chính. Mấy con này cũng không cần thiết cho lắm. Con nó còn đi con gì vậy ta? Lion nè. Hổ trắng, sư tử trắng. Khép, mình nghĩ là con nó con khép lion này hình như để coi. Đúng rồi, con này màu trắng nè. Mình có rồi, cho nên mình cũng không có cần nữa. Thôi kệ đi. Chúng ta nên tập trung nhiệm vụ chính, mà mấy con đó nó cũng không có dám lại gần mình nữa. Coi kìa, coi kìa, hổ trắng kìa. Coi con hổ trắng kìa. Để coi một mình nó đánh cả hai đứa xem nữa. Mình đỡ phải đánh. Có đang được một con rồi nè. Ê, cái con vẹt nó thấy mình đó. Ê, mà nó bỏ đi rồi. À, mình đi chung với Sabretooth sao mà lém lại gần được. Đây sẽ bắt đầu Wenja Standing Stone. Stone and đây đây đây. Cái này phải đốt rồi. À đúng rồi, phải đốt, đốt, phải đốt. Kiếm đồ quá đã. Đốt cái nhẹ rồi. Đưa qua kia đốt luôn cái này. Ê, con mình nó cháy luôn á ba. Đốt lâu lâu nhầm phải lông của con này là nó cháy luôn á, chỗ này có không ta? Gì đây? Ô nó cháy thiệt quá. Gì? Standing Stone Investigate. Blood of Horus đằng kia kìa. Ôi con bé xa ấy chứ. Nãy giờ mình qua đây rồi nó chỉ ngược đi hướng ngược lại nữa chứ. Có vẻ hơi xa. Để coi xem có con cá nào không ta. Mình ngại cá như cho ơi có con gì trên đầu à. Ôi toàn cá nhỏ nhỏ không à. Không như con nãy tấn công được luôn mới ghê chứ. Chắc là mà tăng sự độ khó cho game, tăng sự kịch tính. Mình đang cố làm mấy game vụ bên ngoài để có thể đăng skill boy nhiều, sau đó có thể nâng cấp nhiều. Rồi đi tấn công tụi này. Và làm ba game vụ side quest để unlock cái side quest gì á để mình nhớ coi. Beastmaster Hunt thì chúng ta mới thể bắt được ba cái con mạnh nhất được. Đó là mối quan tâm hàng đầu của mình hiện nay. Nhưng mà ba con nó không phải dễ bắt, nhưng mà nhất khi chúng ta phải có được cái side quest thì chúng ta phải bắt được con đầu tiên là con hình như theo mình biết là con gấu. Cái gì đây, cái gì đây? Ôi, có địch, có địch. Có đứa nào xuống không ta? Thiết nghĩ mình đi đường vòng hả?
Cái gì đây? Cái gì đây? Nhỏ mà láo. Ồ, ba đánh một phát headshot luôn. Mình lên mình chỉ cần thịt của con này thôi. Thịt nó cũng rất là hiệu quả, là để sau này cho mấy con này ăn lỡ gì đó còn hồi máu. Ngạo đã. Đâu đâu đâu, có vẻ như có thằng nào thấy mình á. Đó, chuẩn xác luôn. Bắn cứ như là thằng gì trong DC ấy nha. Thằng gì ta? Rinaro á, Hawkeye bên bên Marvel. Ý, chỗ nhầm. Để kêu con hổ xuống đó. Để có một thằng ở đây. Che tầm ngắm rồi. YOLO. Đem xuống đây cái nhẹ coi. Quá dữ, quá đấy, quá. Ôi trời. Má một phát này ngay mặt rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Bên đây còn ai nữa không ta? Xử xong hết chưa? Đưa qua lại đây cái coi. Đá này đen đen gì nữa phải không? Ờ không, đây đây cái thanh niên kẹt nè. Kẹt nè, kẹt nè. Ui, ui, Blood of Aurus nè. Để lấy cái nhẹ coi. Này thì treo, này thì treo, này thì treo. Còn ai đúng không? Hình như còn hai thanh niên nữa. Ê, tao vừa mới chạy xuống. Trèo xuống rồi. Này đi, trời, ây da, ây da, trời trời. Ôi, đánh một phát bể đầu luôn chứ. Ghê thế. Ê, đi lấy đồ thôi. Hình như mình giết hết luôn rồi. Ghê nhờ. Đi xuống cái này phải không? À đây, đây, có hai cái luôn. Chuẩn cơm mẹ nấu. Đâu rồi, đâu rồi, có cái còn lại đâu rồi. À đây, dưới nước, dưới nước. Chuẩn luôn. Oh, achievement unlocked. Và hiện tại là mình đang đi tới nhiệm vụ của Shayla và đi gần tới rồi. The Bone Cave, The Wencha Hunter. Giờ chúng ta phải đi tìm cái thằng kia đây. À đi theo cái bước chân này cho này. Ý con này nó bắt lấy đồ được không ta? Vậy không lấy được rồi. Thằng này là Wencha mà có vẻ như là nó rất là mạnh luôn á. Giết nguyên con hưu, con nai gì rất là bự. Mình gặp cái con đó mà không đi tập trước thì sao á. Nó quánh mình rồi, bém chết luôn còn gì nữa. À, ngay cái chỗ này thì nó ngay khùng này lúc trước cũng hơi là mình có. Để coi, đợi mình trên đầu rồi. Là mình có vô cái outboss cho nó và mình đánh nó để thu phục được cái outboss này. Và để ra khỏi cái khu vực này nó khá là lạnh, mỗi lần ra nó hiện cái thanh khô lên. Kỳ gì ghê vậy. Wow. Ơi sư tử mày. Ơi cái con nó giống cái con mình có vậy. Cho con Sabretooth vô thử. Ôi hai ba con luôn. Cái gì ghê vậy. Ôi hồi máu rồi đã. Ôi con này đúng kiểu là không có cửa con Sabretooth của mình luôn á chứ. Lấy đồ rồi nè. Ôi nó giết con kia luôn á, nhanh vậy. Con này OB vậy. Lấy hết. Find the Wencha Hunter. Đó rồi, thằng kia đâu rồi. Chắc trong phạm vi đâu đây thôi cái gì. Đâu rồi. Sao toàn đồ đốt vậy. Ê, đây bước chân đây. Lên chắc luôn chỗ này. Bước chân lên đây nè. Này chắc đốt lửa nữa nè. Sao xuống đây nữa rồi ta. Ủa, cái chỗ này hình như là cái nãy mà. À, cái bước chân nó hướng lên đây là tức là lên đây. Ủa bên này, ủa không có đường, lên thử coi. Ủa gì? Nghe tiếng gì? Bước chân chị. Ơi, ơi. Ở đây nè, đây nè. What the f. Giờ sao đây đây? Mình đâu có thấy được đồ gì cho nó đâu ta. Kill the beast in the lair. Giết con quái thú trong cái động. Ơi, nó lên nữa rồi. Sư tử hả mày. Từ từ để cầm giáo ra cái đây.
quất nó nhanh, quất nó nhanh. Đây cứ để cho hai tụi nó đánh nhau thử coi. Đi hồi máu rồi đã. Biết ngay là con Sabertooth này là dư sức đánh với con này sư tử mà, ăn nhầm gì. Số này chỉ nhỏ khi mà đánh chung với con của tao. Rồi. Còn nào đâu? Kill the beast in the lair. Ủa sao nó vẫn chưa hết nhiệm vụ ta? Ủa giết mà ta. Để coi xem mình có bỏ sót cái con nào dưới đây không. Đâu ta? Đốt chỗ này thì sao ta? Mình cũng không rõ nữa. Đốt thử coi. Ôi, ôi, đâu đây giật cái mình. Quất nó nhanh. Hết máu rồi, hồi máu rồi đó. Chạy lên đây. Ui, hồi máu rồi đó. Ôi. Có hai con Sabertooth đánh nhau nè. Con này phải Sabertooth không? Hay là con họ sư tử? Ê, sao nó chết rồi nè? Ừ đúng rồi, Sabertooth nè. Ý, mình lỡ giết thêm một con Sabertooth rồi. Thay rồi con hổ răng nanh á. Thôi tội đúng quá. Dù sao mình cũng có một em ngay đây rồi. Cũng không cần thêm. Nhưng mà có vẻ tội. Anh có thể hồi máu nè em. Ồ, bây giờ là chỗ thằng Hunter á. Đâu rồi, lên. Lên mày. Ồ, xong, chúng ta xong nhiệm vụ rồi nhá. Khỏe thiệt. Ok, à, và chứ cái số lượng người dân chúng ta tăng lên khoảng 59 người rồi. Skill có 3 điểm, đủ để nâng cấp skill cuối cùng luôn. Chuẩn man. Giờ mình có thể thuần hóa bất kỳ con nào. Và mình hồi nãy hình như là mình vừa mới unlock nâng cấp cái chòi của cái thằng ở giữa. Đi mình coi. Hình như là không còn cái nhiệm vụ gì thêm. Thiết nghĩ nên về thành dưỡng sức. Ở đây có một thằng nữa nè. Big Dower Fort nhưng mà có vẻ không phải là nhiệm vụ chính cho lắm. Wantar have to fuck with us. Nayalia pachash pachadas. Guardu fuck with Ashwaldas. Kuspa jau dwayesh. Ku, ti fuck with kuspa dwayesh. Kwaida wanam. Nam jau na kwaida shwada. Ah, mama fadi. Unti fuck with Wantar is daish. Kuspas. Barju helchi hada. Chau hisu chau da. Sa waida. Musi charu hinacha. Flaiga! Mu baldam chi tatista. Nu ta bal snagu taticha. Waida shanchi. Bu apakwam. Quar, Schwaldam darfam qua. Ugas nago. Why that? So, nago. Barjo, ya. Schwalda! Faran parkon! Uraf nago, bauga. Faran parkon shwada. Su. Nawa kwarvi tati cham. Na kwarvi baluga snagu ai.